Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá vàng được phát trên kênh Tuyết Du Khay. Bản tin trưa ngày hôm nay gồm những nội dung sau, mời bạn lắng nghe. Giá vàng hôm nay ngày 13 tháng 10, giá vàng trong nước giảm thêm 50.000 đồng trên lượng. Giá vàng trong nước mở cửa sáng nay tiếp tục điều chỉnh theo xu hướng giảm, mất thêm 50.000 đồng trên lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới phiên đêm qua cũng lùi bước, giảm gần 9 đô la Mỹ trên ounce. Tại thị trường vàng trong nước, sau khi giảm 50.000 đồng trên lượng chiều mua vào và 150.000 đồng trên lượng chiều bán ra trong ngày hôm qua, giá vàng SJC của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mở cửa sáng nay ngày 13 tháng 10 tại Hà Nội đã giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, hiện niêm yết ở mức 55,85 đến 56,37 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng niêm yết ở mức 55,85 đến 56,35 triệu đồng trên lượng. Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu sáng đứng ở mức 53,51 đến 54,16 triệu đồng trên lượng mua vào bán ra. Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên đêm qua tại Mỹ giảm 8,7 đô la Mỹ xuống 1.921,9 đô la Mỹ trên ounce. Sang phiên châu Á sáng nay, giá vàng giảm nhẹ xuống gần 1.918 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 11 trên sàn COMEX New York giảm 6 đô la Mỹ lên 1.918,3 đô la Mỹ trên ounce. Giá vàng thế giới phiên ngày thứ hai đã suy giảm do áp lực chốt lời gia tăng sau khi thêm một lần giá vàng vượt qua mốc tâm lý 1.900 đô la Mỹ trên ounce trong phiên cuối tuần trước. Bên cạnh đó, một bộ phận dòng tiền cũng rời bỏ vàng và chạy ngược lại chứng khoán bởi phố Wall tăng khá mạnh phiên đêm qua với kỳ vọng tích cực từ gói kích thích kinh tế tại Mỹ sẽ được thông qua. Tại thị trường ngoại hối, chỉ số US Dollar Index DXY mở cửa sáng nay đứng ở mức 93,12 điểm. Tỷ giá trung tâm ngày hôm nay, ngày 13 tháng 10 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.195 đồng, tăng 2 đồng so với ngày hôm qua. Biên độ dao động của tỷ giá đô la Mỹ ở mức 22.469 đến 23.891 đồng trên đô la Mỹ. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay niêm yết ở mức 23.175 đến 23.841 đồng trên đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Mỹ tại một số ngân hàng thương mại lớn như VCB, BIDV, Vietinbank, Techcombank, ACB đã gần như không có điều chỉnh nào so với cuối ngày hôm qua, hiện giao dịch quanh mức 23.100 đến 23.280 đồng trên đô la Mỹ. Sáng nay tại thị trường Hà Nội, giá đô la Mỹ tự do mua vào khoảng 23.170 đồng trên đô la Mỹ và bán ra là 23.200 đồng trên đô la Mỹ.